Dạ rồi, em thấy Oro Sài Gòn kính chào anh em. Nam giới thiệu anh em một cái cặp best sell đến từ áo Australia, thì nó có cái tên là Vienna. Đây là một cái thương hiệu của đồ, những cái dòng lo cho được nhiều anh em rất là ưa chuộng. Lúc trước em cũng hay về cái dòng Vienna nhiều lắm, nhưng mà lâu nay rất là khó mua những cái dòng Vienna này. Thì đối với cái cặp Vienna này, nó có model là Hayden. Đấy, thì phần mặt trước nè, thì đối với cái cặp này nó có kích thước ngang qua là 18 và cao lên là 35 và sâu vào là 28. Nó sở hữu một cái bát 15 cm và gân cao su và một chép đơm ha. Đây phần lưới dây căng đó nè, phần lưới dây căng zin nguyên bản, chân cắn đầy đủ hết ha, không bể gãy nở tí tẹo nào cả. Và tem mát logo vàng ống phía bên đây cũng vậy nè. Thì đối với cái logo của Vienna là cái logo hình chữ V như thế này. À, thì nó trang bị một cái thùng gỗ lạng cao cấp được phủ bóng Vuno cực đẹp. Cái bên này cũng vậy nè. Cực đẹp luôn em ha. Những cái cặp này nó nhỏ gọn nên vận chuyển về nó ít khi nào bị chày dù ở dưới trơn em. Cặp này là cực đẹp, là trong series và liền vân gỗ. Anh em thấy vân gỗ nè. Thì nó là nguyên một tấm gỗ, từ này nó ghép qua đây, phần gỗ nó cũng, cái cặp này là nó liền vào, anh em đây đây, à, phần phía trên nè, anh em thấy, và phía bên đây, à, và liền xuống cái đây nè, cực đẹp anh em ạ. Thì được hãng phủ bóng Vuno ha, thì cái vân bên đây nó sẽ trùng với cái vân bên đây, đấy, và cái vân bên đây nó sẽ trùng với cái hướng với bên bên phải đây, đây. Cực keng anh em ha, cực keng. Đó. Bổng lự luôn. Và chất âm của những cái dòng này rất là hay anh em. Phù hợp anh em chơi trong không gian tầm 20-25. Và anh em khai thác tốt thì có thể chơi được phòng 30 mét vuông. Và đặc biệt của những dòng này, tiếng cực kỳ chi tiết và bass rất là mềm và sâu. Và đặc biệt là nó lợi phần mic và phần chép rất là hay. Còn anh em go anh em khoái đát đậm đà mạnh thì anh em hỗ trợ thêm một cái súp nhẹ nữa. Anh em nghe những cái cặp này cực kỳ hay. Và giá là 19.500 cho cặp Vienna Hayden anh em ha. Thì em có về thêm một cái cặp tay nôi nè, phân khúc rẻ tiền, hàng chất. Và nó sụ một cái bát 16cm và một chép đơm. Thì cặp này nó có model là D20. Thì cặp này có giá là 9.500 anh em ha. 9.500 cho cặp D20 cực càng và rất là đẹp. Rồi thì về phần hình thức của cặp Vienna là như vậy. Rồi bây giờ em sẽ quay lại cái phần phía sau cho anh em xem. Đây là phần hình thức phía sau của cặp Vienna Hayden. Cực bóng và rất là đẹp, rất là keng anh em ha, không chạy trụi gì nhiều đáng kể cả. Thì nó sẽ có những cái phần dưới, ví dụ như những dưới đế chế chân á, phần đế dưới này cũng sẽ có chạy lông mèo nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà không có đáng kể nè. Tổng thể là cực đẹp luôn. Đây, về thông số nè. Vienna Model Hayden. Hãng chở là số ôm và số series nè. 4194. Đây cũng 4194. Đây anh em xem trạm lo nè, mới tinh. Cái bên này cũng vậy à. Vàng ống à. Thì lỗ, một cái lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Đấy, về phần hình thức là siêu đẹp à. Thì về phối ghép anh em có thể ghép được rất là nhiều dòng âm ly, từ những cái dòng âm ly đèn bắn dẫn, những dòng âm ly châu Âu, những cái dòng âm ly chạy Clash A. Cái này em sẽ chơi, sẽ khai thác tốt những cặp này. Và thậm chí ví dụ như tùy đôi tay chúng ta phối ghép thôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ gắn dây và em test cho anh em. Dạ rồi, thì mời anh em nghe một đoạn nhạc ha. Đứng nép ngoài sân
kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Ngại đến đứng xa, thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên. Rồi em sẽ mời em nghe tiếp một đoạn nhạc vàng ha, để thể hiện cái tiếng bass nó rất là mềm. Kết thúc clip và giá cặp loa Vienna Haydn có giá là 19.500 em mở ship toàn quốc. Rồi em xin kính chào anh em.